Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Vĩnh Hưng vừa tổ chức tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam Việt Nam 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2024. Tại đây, các nhà tài trợ đã hỏi thăm sức khỏe, động viên và trao tặng 40 phần quà cho đại diện nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Mỗi phần quà bao gồm sữa bột đường cùng 200.000 đồng tiền mặt, mỗi phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với các nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, qua đó tiếp tục động viên các gia đình nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.